Sau đây, bà trưởng xin ngỏ lời tri ân quý cha và cảm ơn quý cộng đoàn. Trọng kính cha chánh xứ, cha phó xứ, kính thưa cha quản lý đại chủng viện, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ, kính thưa quý ban thường vụ ban hành giáo, quý đại diện các ban ngành đoàn thể và kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay là ngày lễ Chúa Tin Lành, ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi và linh mục. Cách riêng là ngày quan thầy của gia đình ở Điên Triệu chúng em. Được sự thương yêu đồng ý của hai cha, hôm nay chúng con được tổ chức lễ quan thầy rất long trọng. Và sự hiện diện của thánh lễ hôm nay có cha quản lý đại chủng diện, có quý cha đồng tế. Vâng, chúng con biết rằng quý cha, quý tu sĩ chỉ vì tình yêu thương chị em chúng con đã hy sinh, không quản ngại đường xá xa xôi, gác bỏ mọi công việc bề bộn của giáo xứ cũng như của cộng đoàn, về đây cùng hợp ý với cha phó chúng con, cha xứ chúng con để cùng dịp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chị em chúng con. Chúng con nghĩ rằng ơn thánh của Chúa trong thánh lễ vừa qua chúng con sẽ được hưởng nhân lên gấp bội. Kính thưa quý thường vụ ban hành giáo, quý vị đại diện các ban ngành đoàn thể, sự hiện diện của quý vị đông đủ ngày hôm nay đã nói lên một tình cảm rất thân thương, rất hòa đồng, cảm thông và chia sẻ. Sự cầu nguyện và sự hiện diện của quý vị sẽ là một động lực rất lớn để thúc đẩy chị em chúng em mỗi ngày vững tiến hơn trên con đường phục vụ ơn gọi. Kính thưa cộng đoàn và quý chức, quý cụ, chắc hẳn trong thánh lễ vừa qua, quý cụ, quý chức và quý cộng đoàn cũng chẳng quên lời cầu nguyện cho chị em chúng con. Chúng con xin chân thành ghi ơn và chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý anh chị em ca đoàn thiện chí. Nhờ vào những tiếng hát thật du dương và thánh thót của quý anh chị, thánh lễ đã trở lên sốt sắng hơn và chắc ơn Chúa sẽ gần nôi gấp đôi cho chị em chúng tôi. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý anh trang trí âm thanh ánh sáng. Nhờ vào đôi bàn tay khéo léo của quý anh mà gia đình Thiên Triệu đã có một đài Chúa Giêsu Tin Lành thật lộng lẫy và trang nghiêm. Chúng tôi xin ghi ơn những câu ơn đó. Giờ đây xin mời quý bà và quý chị em Thiên Triệu chúng ta đứng lên. Vâng, kính thưa quý cha và quý vị, giờ đây đứng trước những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng thật sâu đậm của quý cha và quý vị dành cho chị em chúng con. Chúng con không biết phải nói làm sao, không biết phải nói thế nào để cảm ơn cho xứng đáng. Một lời cảm ơn của con, một lời tri ân của con chẳng đáng là cái gì. Chúng con xin nguyện sẽ dâng lên Chúa những lời kinh tiếng hát hàng ngày mà chị em chúng con cầu nguyện cho ơn gọi. Chúng con cũng xin được cầu nguyện cho quý cha và tất cả quý ân nhân. Và ở đây để bày tỏ tấm lòng của mỗi chị em trong gia đình ơn Thiên Triệu chúng con, qua những bông hoa tươi thắm, chúng con xin được dâng lên quý cha, xin quý cha thương nhận.
Xin được cảm ơn, lời cảm ơn rất là chân thành và đầy đủ ý nghĩa của bà trưởng đại diện cho quý bà quý chị em gia đình Hương Tiên Triệu. Quý cha thì ở giáo xứ cũng đã nói nhiều và hiện diện ngày hôm nay mặc dù cũng đã dài nhưng mà có sự đặc biệt hiện diện của cha Giuse Hoàng Đức Tú là quản lý đại chủng viện, cũng là người bạn đồng hành đồng lớp với tôi từ khi mới đi tu, hiện diện nơi đây chắc cũng ngỏ một vài tâm tình. Con xin kính mời cha. Vâng, thanh lễ cũng đã rất là dài, còn 2 phút thôi. Kính thưa cha Thánh Sứ, cha Phó, quý cha, quý sơ, quý thầy, sự hiện diện của quý cố, quý chức, quý ông bà, quý anh chị em và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Kẻ Sách. Con xin thay mặt cho Đức Cha Giáo Phận, Cha Giám Đốc, quý cha giáo, cũng như quý thầy, quý sơ, nhân viên đại chủng viện, hết lòng tri ân cảm tạ đến cha Thánh Sứ, cha Phó, cũng như quý cố, quý chức trong các ban thường vụ, các giới, các đoàn thể và toàn thể giáo xứ Kẻ Sạch, hết lòng yêu thương, nâng đỡ, giúp cho đại chủng viện về lương thực, thực phẩm cũng như tiền của vật chất, sự quảng đại và quan tâm của giáo xứ Kẻ Sạch, đại chủng viện không bao giờ mà có thể quên được. Chúng con hết lòng tri ân cảm tạ. Xin cha Chánh Sứ, cha Phó cũng như tất cả mọi người cũng tiếp tục cầu nguyện, yêu thương, nâng đỡ đại chủng viện chúng con. Con xin hết lòng cảm ơn. Xin rất cảm ơn cộng đoàn và xin kính mời đứng lại nhận phép làm cuối lễ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha bà con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cha và Con và Thánh Thần. Amen.